Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 12 tháng 2 năm 2022, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đến thời điểm này, khi chỉ còn vài ngày nữa là các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón các em học sinh trở lại trường sau gần 10 tháng ở nhà và học online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các trường và phụ huynh đã sẵn sàng cho việc đến trường của các em để học tập trực tiếp. Theo ghi nhận của phóng viên, tại trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, phường An Phú Đông, quận 12 đã tổ chức buổi họp phụ huynh sau Tết Nguyên Đán để phổ biến và hướng dẫn phụ huynh khi cho các em học sinh tiểu học trở lại trường. Cùng với đó, trường đã mời các nhân viên y tế hướng dẫn cụ thể về phòng chống dịch bệnh, cũng như đưa ra các tình huống, giải pháp cụ thể khi phát hiện học sinh nghi ngờ nhiễm COVID-19. Trao đổi với phóng viên, bà Mai Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Phạm Văn Chiêu cho biết, trong đợt dịch vừa qua, trường tiểu học Phạm Văn Chiêu được trưng dụng làm địa điểm tiêm vaccine và còn làm nơi ở của các tình nguyện viên chống dịch. Khi mà có cái chỉ đạo của sở cũng như là của phòng giáo dục thì trường để chuẩn bị trực tiếp đón các em thì trường đã như là khử khuẩn này hay là vệ sinh lớp học rồi cũng như là tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như là phụ huynh học sinh những cái cách phòng chống hay hoặc là những cái tinh thần để trước khi vào trường đó thì trường đã làm tất cả thậm chí cả lấy ý kiến trực tiếp của phụ huynh học sinh. Để làm tốt cái công tác mà chuẩn bị đón các em vào trường. Trường đã lên cái phương án cũng như là những cái kế hoạch để khi mà có học sinh mà bị F0, ví dụ như trước tiên nếu như mà các em mà bị F0 mà khi mà phát hiện được ở trong lớp thì nghi ngờ các em mà bị như vậy thì nhà trường sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm sẽ báo cho bộ phận y tế cũng như ban giám hiệu nhà trường lập tức đưa các em về phòng cách ly. Sau đó thì sẽ cách ly những bạn mà đang ở trong lớp là dạng F1 đó thì cũng sẽ ví dụ như là test nhanh hoặc khử khuẩn và báo cho y tế địa phương để cũng như là vào phòng giáo dục để cho phối hợp để xử lý những tình huống hoặc là đưa ra những cái biện pháp nào đó để giúp cho các em an toàn nhất có thể, vừa an toàn cho cả thầy và trò để đạt tốt cái công tác mà vừa phòng dịch mà vừa thực hiện đúng cái kế hoạch giáo dục đề ra. Trong cái năm 2021 nó diễn ra thì nó cũng rất là phức tạp. Thì học sinh nó cũng nghỉ một thời gian rất là dài rồi, đúng không? Thì giờ giáo dục người ta cũng sắp xếp thời gian, chuẩn bị công tác phòng ngừa dịch, đảm bảo để cho học sinh đến trường. Đó. Thì bây giờ tất cả học sinh trên cả nước thì đều phải đến trường. Không có ở nhà mà học diện online được nữa. Thì ăn thua gì cái công tác chuẩn bị phòng chống dịch của nhà trường thôi. Đó, giờ thì ngoài cộng đồng thì người ta cũng đã thoải mái hơn nhiều, rất nhiều. Đó, ăn thua gì mình thực hiện cái 5K và nhà trường phải thực hiện tốt cái khâu phòng chống dịch. Đó, phải thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ rồi kết hợp với gia đình để cách ly những cái trường hợp mà khi mà phát hiện bệnh. Trong cái công tác chuẩn bị của nhà trường thì cũng xin ý kiến và hỏi ý kiến phụ huynh hai lần rồi. Trong hai lần của năm học học kỳ 1 vừa rồi là đã có cái công tác chuẩn bị là đưa cháu đến trường rồi, nhưng mà do nhiều phụ huynh người ta cũng chưa an tâm nên đã bị dời cái lịch học lại. Thì hôm nay cái sự chuẩn bị của nhà trường nói chung là nhìn cũng rất là tốt. Nhà trường đưa ra được cái hướng phòng chống dịch tốt để đảm bảo cho cái phụ huynh an tâm đưa con đến trường. Trong khi đó, với các trường mầm non trên địa bàn, việc dọn dẹp đón các bé trở lại trường cũng khá tất bật. Bà Nguyễn Thị Từ Tâm, hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5, phường Hiệp Thành, quận 12 cho hay, sau gần 10 tháng trường không hoạt động, nhiều đồ chơi, la phong trần nhà, thảm sân chơi đã hư hỏng nặng buộc phải thay mới. Ngoài ra, nhà trường có chuẩn bị các máy đo thân nhiệt, bình xịt khuẩn ở cổng trường và trong các phòng học cũng như chuẩn bị phòng cách ly và trên tinh thần chuẩn bị các phương án để hỗ trợ công tác phòng chống dịch theo quy định của thành phố. Sau khi mà nhận được chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các trường mầm non được phép mở cửa hoạt động trở lại, thì nhà trường đã tập trung tất cả các giáo viên nhân viên của nhà trường
chỉ đạo các cô dọn vệ sinh phòng ốc cũng như là đồ dùng bán trú cho các bé. Về phía nhà trường thì nhà trường có chuẩn bị các máy đo thân nhiệt, rồi bình xịt khuẩn cũng như chuẩn bị phòng cách ly, cũng như các phương án để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Nếu mà có tình huống mà KF0 xảy ra ở trường thì nhà trường đã có những cái phương án xử lý và cũng đã có những cái buổi diễn tập để cho các cô tránh hoang mang và các để đảm bảo an toàn cho các bé, như là liên hệ với trạm y tế phường nè, rồi liên hệ với phụ huynh di dời các bé qua phòng khác, và cũng có cái tổ vệ sinh cái phòng học đó để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát rất tốt và tiếp tục duy trì liên tục 5 tuần là vùng xanh. Đây cũng là lý do khiến cho phụ huynh học sinh và nhà trường yên tâm hơn khi các em học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hết năm 2022, số hộ khẩu, số tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Thay vào đó, cơ quan quản lý cư trú sẽ quản lý người dân bằng dữ liệu điện tử có trong cơ sở dữ liệu về dân cư. Theo quy định tại Điều 17, Thông tư 55/2021 của Bộ Công an, thì công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý cư trú. Cách thứ hai là đến trực tiếp cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân, để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có các nội dung như thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 luật cư trú, nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú, xác nhận về việc khai báo cư trú, và giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú, thì giấy xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản, có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú hoặc văn bản điện tử, có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú theo yêu cầu của công dân. Ngoài ra, thẻ căn cước công dân gắn chip hiện nay cũng đã tích hợp rất nhiều thông tin cá nhân của một người, trong đó có thông tin về cư trú. Do đó, sắp tới khi việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ban ngành, cơ quan, tổ chức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thiện, thì người dân hoàn toàn có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để chứng minh các nội dung liên quan đến thông tin cư trú của mình. Kính thưa quý vị, sau khi Mỹ đánh giá Nga có thể động binh với Ukraine, vàng đã phản ứng bằng cách tăng giá một cách mạnh mẽ. Phiên giao dịch hôm nay ngày 12 tháng 2, giá vàng thế giới đã tăng một lèo thêm 30 USD, chạm mốc 1.863 USD trên một ounce, tương đương 51,4 triệu đồng trên một lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua, ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trong vòng 1 đến 2 ngày đến có khả năng Nga tiến hành các hành động quân sự với Ukraine. Sau tuyên bố này, giá vàng lập tức leo thang. Ông Edward Moya, chuyên gia kinh tế quỹ OANDA Mỹ cho biết, vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tài sản vì hiện thị trường chứng khoán lẫn tiền số Bitcoin đều lao dốc. Vàng có thể vượt ngưỡng 1.900 USD trên một ounce nếu có một hành động quân sự diễn ra trên thực tế. Ngoài ra, vàng đang bắt đầu quá trình phục hồi giá khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, FED. Hôm nay, giá vàng trong nước đang duy trì mức 62,75 triệu đồng trên một lượng. Ở chiều bán ra, mức chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới là 11,35 triệu đồng trên một lượng. Ngày 12 tháng 2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an huyện Gò Quao vừa phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra 2 năm trước trên địa bàn huyện. Công an cũng cho hay, lực lượng chức năng đang tạm giam bị can Nguyễn Văn Thảo, 26 tuổi, quê huyện Gò Quao, vừa bị bắt ngày 2 tháng 2 sau thời gian bị truy nã để điều tra tội cố ý gây thương tích. Theo đó, sau khi mở tụ điểm đá gà được 2 ngày thì bị công an xã đánh dẹp. Thảo đốt luôn nhà công an viên để trả thù. Theo kết quả điều tra, trưa 18 tháng 12 năm 2019,
Anh Tiêu Quốc Lệnh, công an viên phụ trách ấp Phước Tân phát hiện trên phần đất của ông nội Thảo có nhiều người tụ tập đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà nên anh Lệnh đến giải tán. Đến tối cùng ngày, bực tức vì bị dẹp tụ điểm đá gà nên Thảo lấy một thanh sắt và căn xăng đến đòi đốt nhà anh Lệnh. Vừa mở cửa nhà, anh Lệnh bị Thảo chửi và xông tới ôm, tưới xăng lên người rồi lấy bật lửa nhiều cái nhưng không cháy. Lúc này vợ anh Lệnh giật được bật lửa của Thảo, ngay lập tức anh Lệnh nhanh tay xô Thảo ra ngoài. Không dừng lại, Thảo tiếp tục dùng thanh sắt đánh trúng người anh Lệnh gây thương tích, dùng gạch ném vào nhà anh Lệnh và dọa giết. Sau đó, Thảo bị công an xã bắt đưa về trụ sở. Trong thời gian chờ kết quả giám định thương tật, Thảo được cho về nhà. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Quao phát lệnh truy nã. Sau 2 năm bỏ trốn, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, Thảo về quê ăn Tết thì bị công an bắt giữ. Ngày 11 tháng 2, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy xét vụ trộm cắp tài sản lớn trên địa bàn. Trước đó, trộm lẻn vào sạp bán trái cây ven đường ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, lấy đi số tài sản gồm vàng, tiền trị giá khoảng 600 triệu đồng. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 7 tháng 2 tại sạp bán trái cây ở chợ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân là anh TVT, 34 tuổi, quê Bến Tre cho biết, qua camera an ninh phát hiện vụ trộm xảy ra vào khoảng 0 giờ 43 phút cùng ngày. Tuy nhiên, khi đến sáng, anh T tỉnh dậy, lấy tiền đi chợ mua hàng thì mới phát hiện. Qua kiểm tra camera an ninh, vào thời điểm trên, một nam thanh niên đột nhập vào sạp trái cây, người này sau đó lục tìm, lấy đi túi sách bên trong có hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Kẻ trộm còn lên nơi vợ chồng anh T ngủ, lục tủ lấy đi 4 cây vàng, máy tính xách tay, điện thoại với giá trị khoảng 600 triệu đồng. Anh Tê cho biết mình đã quá sơ suất, do ngày Tết nhiều đêm thức khuya dậy sớm lấy, bán hàng nên ngủ quá say. Hôm mất trộm, tôi cũng không khóa cửa, do tự tin trong nhà có 4 người mà người cháu lại ngủ ngay lối ra vào. Anh Tê nói và cho biết mình sơ suất nên mang tội cho cả kẻ trộm. Nạn nhân cho biết tài sản giá trị đều ở đầu chỗ nằm và trường hợp phát hiện trộm cũng lo sợ bị tấn công, ảnh hưởng tính mạng. Riêng về số tiền 300 triệu đồng, vợ chồng anh Tê cho biết đây là tiền lãnh bảo hiểm do con trai 7 tuổi chết. Con tôi bị sốt xuất huyết, đưa xuống bệnh viện Nhi Đồng 3 điều trị được 3 ngày thì mất, nay đã được khoảng 2 tháng. Bên bảo hiểm trả tiền mới có nhiều vậy, anh Tê nói và cho biết do cận Tết, lu bu buôn bán nên không kịp gửi ngân hàng. Ngoài ra, số vàng, tiền, còn lại tất cả tài sản hai vợ chồng anh Tê dành dụm, tích góp từ ngày cưới tới nay. Tôi từ nhỏ đã lên thành phố Hồ Chí Minh bán trái cây giúp người ta. Hai vợ chồng thuê chỗ này bán cũng đã được 4 năm, anh Tê tiếp. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết, có nắm bắt vụ việc qua báo cáo của Công an xã Vĩnh Lộc B, phía xã có chuẩn bị để tới thăm hỏi, động viên gia đình anh. Cùng ngày, nguồn tin từ Công an huyện Bình Chánh cũng cho biết đang tích cực điều tra, truy xét vụ trộm táo tận này. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.